Kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN và giới yêu nhạc khắp nơi trên thế giới. Trở lại với chương trình Nhạc Thính Phòng Tâm Sự với ca sĩ Nguyên Khang. Đây là tập 2 trong một cái giải series mà anh em chúng tôi tâm sự về nhạc thính phòng. Nếu mà những người bình thường nhìn ca sĩ, mỗi người có một cái nhìn khác, nhưng mà Trúc Hồ được làm việc với rất nhiều ca sĩ từ thế hệ trước cho thế hệ bây giờ. Tất cả những người mà Trúc Hồ làm chung, họ đều yêu âm nhạc. Chẳng qua là họ phải gọi là làm những việc này vừa làm được nhạc và nuôi sống được gia đình. Làm âm nhạc để mà nuôi sống được gia đình là một chuyện rất khó trong thời gian bây giờ. Đó là Trúc Hồ nói thật. Cách đây chừng 30 năm thì chúng tôi có khả năng bán CD, bán DVD, bán đủ thứ hết. Khán giả có mua thì có tiền, chúng ta có cái ngân sách để chúng ta thực hiện tiếp. Còn bây giờ những người như là ca sĩ bây giờ phần đông là dựa trên đi show live. Live thì thường thường những chồng bài họ có những cái ngân sách để mà họ cho khán giả vé tới xem và để họ đánh bài thôi, để giải trí thôi. Nhưng mà những người ca sĩ tham gia những chương trình đó cũng là một cái niềm tốt để họ có tiền, họ nuôi vợ con của họ. Nhưng mà đôi khi cũng buồn là bởi vì trong những buổi trình diễn như vậy á, những bài nhạc mình lựa chọn á, cũng không có được đúng ý lắm. Tính chất cái nghệ thuật nó không có cao lắm. Cho nên nếu mà đời sống nó được cân bằng hơn á, thì tại sao chúng ta không phải làm việc để mà có lương, để mà nuôi vợ, nuôi con và làm cái việc mà chúng ta đam mê. Một trong những người đam mê âm nhạc nhất là ca sĩ Nguyên Khang. Tới giờ này anh vẫn còn cố gắng dành tiền để mà anh thực hiện băng nhạc, kính thưa quý vị. Hồ đang ngồi ở nhà mix nhạc cho Nguyên Khang, 10 bài nhạc anh sắp sửa ra. Và hôm nay tới đây để trình bày về cái tour của Nguyên Khang. Thì một trong những điều mà Trúc Hồ rất ư là thấy hãnh diện về người em này là đến giờ phút này Nguyên Khang vẫn còn yêu nhạc. Thì nói với anh về vấn đề cái tour này của em, tại sao em lại tới giờ này vẫn còn thực hiện băng nhạc rồi cho đi tour rồi này? Kính thưa quý vị, Trúc Hồ đi chơi show ở bên Hoa Kỳ từ năm 1984-85, đi khắp nơi trên Hoa Kỳ. Lúc đó cũng không có hệ thống, lúc đó thì mỗi tiểu bang có một ông bầu nào đó, cũng chưa có lành tổ chức lắm, mướn một cái kho rồi cái mướn âm thanh ánh sáng bậy bạ này kia nọ. Trúc Hồ đi khoảng một thời gian cho đến năm 1989 thì cũng giống như em, tới một thời gian Trúc Hồ tự nghĩ đáng lẽ mình học nhạc từ nhỏ đến lớn để mình đi làm cái công việc này, nó không có một chút khiếu nghệ thuật. Âm thanh thì không có chuẩn, không có cái gì chuẩn hết. Chơi cho vui thôi, hát những cái bài nhạc như quê, lên nhảy mặc đồ sexy, khán giả ào tới, la hét, ôm, nhảy xuống. Trúc Hồ ngồi nghĩ, đáng lẽ mình học nhạc từ nhỏ tới lớn để mình đi làm việc này. Không. Trúc Hồ giả từ, Trúc Hồ về nhà, chỉ lo hòa âm là phạm phòng thâu thôi. Bởi vì đó chính là cái con người Trúc Hồ. Cho nên khi mà em chia sẻ anh hiểu. Khi chúng ta còn nhỏ chúng ta thích đi đây đi đó, đi mà có người khác trả tiền mình đi mà, tại sao không á, đi châu Âu, đi Úc Châu, ở đâu cũng đi hết. Nhưng mà tới một cái giai đoạn nào đó mình ngồi mình nghĩ lại, cái gì là cái mà mình yêu? Âm nhạc là cái mình yêu. Nguyên Khang, em làm một cái tour nhạc tính phòng, Trúc Hồ tha thiết kêu gọi quý vị, những nơi mà có nhạc thính phòng tour của Nguyên Khang, chúng ta mỗi người đến với âm nhạc, đến với nhạc thính phòng của Nguyên Khang. Thì sau tour Austin đó là em đi ở đâu? Thành phố Austin là thành phố nào? Dạ, sau Austin là em sẽ đi về San Diego. San Diego, California. Tháng mấy? Dạ, cái đó nó nằm vô ngày 22 tháng 9 đó.
22 tháng 9. Dạ, thì ở San Diego cũng là một trường hợp rất là unique. Không phí ấm cúng luôn. Dạ, nhưng mà có nghĩa là nó có nhiều cái nó khó lắm quý vị. Nhưng mà Khang cố gắng hết sức để mình làm được những cái gì mình nghĩ trong đầu. San Diego thì hơi unique chút xíu là mình phải làm trong nhà hàng và em phải take cái deal là sẽ có đãi ăn mà ngồi bàn. Thì nhưng mà Ngọc một người tổ chức ở San Diego là một cô gái, em hát cho cổ một cái show cũng mười mấy năm trước á, cổ là y tá, cổ làm trong ngành y khoa nhưng mà cổ thích nhạc lắm. Thì em hát cho cổ một cái show, lúc đó cổ làm cái show ở một cái vùng nào ở Cali nè, ở OC mình luôn, thì show đó lỗ tan nát. Thì em cổ nói là anh ơi, tiền lương của anh em đưa cho anh. Thì lúc đó là em mới lấy một nửa tiền lương em đưa lại cho cổ, em nói thôi em lỗ quá anh lấy em nửa thôi, lấy chia sẻ với em. Thì các ca sĩ khác cũng làm giống như vậy. Thì xong cái sau đó thì anh em kết bạn với nhau trên Facebook, lâu lâu em có chuyện gì về y tế em hay hỏi cổ lắm, con anh nó bị vậy đó, em có cách gì giúp anh không? Thì cổ rất là sẵn sàng giúp cho mình. Thì khi em lên cái tour này cổ nói em muốn làm, em hỏi em có chắc không? lỗ lần là mười mấy năm tới giờ đâu dám đụng gì vô nhạc. Xong cái cổ nói không, em làm cho anh em làm, tại vì em hiểu được cái mục đích của anh, và em biết được là cái sự hy sinh của anh trong cái này, tại vì khi mà anh làm cái này anh sẽ offend rất là nhiều người, nhưng mà em vẫn ủng hộ anh và em mong là mỗi năm anh sẽ có cái tour như vậy. Kính thưa quý vị, đó là những cái người yêu nhạc Austin và San Diego đã đứng ra để mà phụ giúp Nguyên Khang thực hiện chương trình Nhạc Thính Phòng. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị. Kính thưa quý vị, trở lại với San Diego. Đây là một thành phố mà Trúc Hồ rất là thích. Lâu lâu Trúc Hồ cũng hay về San Diego để thăm gia đình của người bạn thân, đó là Trạng cũng như là bác Hiệp Hòa. San Diego, số người Việt Nam ở dưới không đông lắm. em rất là sợ đó anh Hùng. San Diego, nhưng mà tại vì Ngọc muốn quá. Ngọc nói anh ơi để em làm. Thì em có nói với Ngọc là thôi ok, nếu mà em muốn thì làm, nhưng mà anh muốn cái concept này á là mình phải có đèn cầy, mình lô có piano đồ này nọ. Thì cổ nói là em sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà anh cũng biết là mỗi nơi khán giả họ có một cái sở thích khác nhau. Mà San Diego mà để ngồi xuống mà để nghe thì hơi khó. Nhưng mà em hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ San Diego, cũng là quận nhà của bố mẹ em. Bố mẹ em cũng có cái tiệm bố mẹ em ở dưới mà. Mỗi lần anh xuống đó em đều ra tiệm em ăn tên thì tên phở, nhưng mà bán hủ tiếu. Vô là chúc hủ tiếu ngon. Hủ tiếu không à. Kính thưa quý vị, khi mà quen với lại Nguyên Khang thì lúc đó Nguyên Khang lâu lâu mời tới nhà với ba mẹ của Nguyên Khang nấu hủ tiếu cho chú Hồ ăn. Chú Hồ ăn xong chú nói bác nấu hủ tiếu là số 1. Sau này mới thấy mở tiệm phở mà lại nổi tiếng hủ tiếu, bởi vì hủ tiếu gia đình em nấu ngon. Dạ. Yeah. Bố mẹ em rất tự tin về món phở, nhưng mà cuối cùng khách đến ăn hủ tiếu nhiều hơn. Thì bây giờ show này em về San Diego thì em nghĩ là bao nhiêu khán giả sẽ tới? Nghe đó, nói thiệt với anh Hồ, mấy ngày hôm nay ngày nào cũng đi Đức Mẹ hết. Tại vì em biết là mình feel thôi, là
mình biết là ở đâu cũng có khán giả thương mình và ở đâu cũng có người ghét mình, thì cái chuyện đó nó bình thường. Mình là người của công chúng thì em không có màng cái chuyện đó nữa. Em đã bị cái em đã quên cái chuyện mà tối ngày lên Facebook đọc xong rồi mình buồn á, em quên nó đi rồi. Nhưng mà cái San Diego thì khán giả hơi hơi là khó. À, tại vì giống như anh biết mà, người ta đi làm mệt, người ta chỉ muốn tới nhảy giải trí thôi. Nhưng mà nếu mà San Diego thương em á, em bảo đảm em hát nhạc, khi mà em hát quý vị sẽ thích cái dòng nhạc đó hơn. Nhà máy thích, dạ, ngày 22 tháng 9 á. 22 tháng 9, kính thưa quý vị, 22 tháng 9 San Diego, bữa đó anh khỏe anh đi với em á. Dạ ừ. Cảm ơn Hồng. Nếu mà nói về âm nhạc, gần đây năm rồi chú Hồ có làm một cái chương trình 40 năm ở dưới cái chỗ nào cũng xa xa, 2 tiếng mấy. Bay Trang Gà đúng không? Không phải Bay Trang Gà, cái chỗ gì xa xa. À, Yamaha. À, Yamaha. Yamaha. Kính thưa quý vị, của một người em hồi xưa có hợp tác với Asa Michael làm cho chú Hồ. Và gần đây anh có làm cái show mà Stop the Hate ở Amphitheater đó. Mấy chục năm rồi chú Hồ mới đi chơi nhạc live lại, thưa quý vị. Ngoài vấn đề mà đi chơi nhạc thính phòng với Nguyên Kha kia lại Mai Thành Sơn, thì đây gần đây là đầu tiên chú Hồ chơi nhạc lại live và chơi guitar. Cái cảm giác mà mình chơi nhạc á, nếu mà mình chơi với những người nhạc sĩ giỏi, họ chịu khó tập ghìa gợt, viết nhạc xuống, mỗi người có một cái partition của mình tập gật thật là nhiều, thì cái giây phút mà chơi nhạc á là giây phút hạnh phúc nhất đối với anh. Anh chỉ có hai cái mà anh thích, mà khi mà anh chơi anh không có nhớ cái mình mang nỗi đau gì trong cái cơ thể này hết. Thứ nhất là đá banh, mà bây giờ anh thấy đá banh được rồi, anh bị gãy lưng rồi. Em nhớ hồi xưa mình đá banh quá trời không? Yeah. Đau vai, nhưng mà mỗi lần đá banh thì không còn cảm giác đau vai nữa. Chú Hồ đá banh là bất cần thân thể. Đá bất cần thân thể, gãy lưng luôn. Và chơi nhạc, kính thưa quý vị, khi mà chơi nhạc, hồi xưa anh em chúng tôi còn chơi nhạc thính phòng. Thì mỗi lần chơi nhạc thính phòng, chú Hồ hay nói với Đại Nguyên Khang, anh thích tới ngày hôm nay lắm. Tại vì nó làm cho anh có cảm giác là anh thiền. Thiền đó. Mình không còn suy nghĩ chuyện đời nữa. Đời sống bây giờ nó đôi khi, chú Hồ đã từng viết là ngày hôm nay nhìn về quê hương đất nước tôi sao lắm nhiễu dương. Mà mới cách đây có mấy tuần Hồ tự đọc nói câu đó với Hồ luôn. Bây giờ tới Hoa Kỳ mình cũng nhiều nhiễu dương quá. Cái đời sống bây giờ hơi khó hiểu. Chúng ta, chú Hồ là người Công giáo và chú Hồ tôn trọng những người theo những cái tôn giáo khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người tôn giáo, chúng ta theo Phật giáo hay là chúng theo Thiên Chúa giáo hay Công giáo gì, chúng ta cũng phải có niềm tin. Trong thời gian này là thời gian mà chúng ta cần có niềm tin nhất để mà chúng ta vượt qua một cái thế giới nó hơi đảo lộn trật tự về sự suy nghĩ, về cái tính, cái cá tính, cái đạo đức bình thường, tự nhiên. Thì chúng ta hãy cố gắng vượt qua. Cho nên âm nhạc là một cái nơi mà chúng ta nên tìm tới để mà chúng ta chia sẻ cái tâm tình của nhau, chia sẻ cảm xúc với nhau, chúng ta cùng hòa với nhau. Giống như chúng ta coi đội tuyển Úc Châu đá với lại Pháp vậy. Trong một cái không khí 22 cầu thủ trên sân, mấy chục ngàn khán giả xem coi, tất cả đều nín thở chung một lúc, tất cả cùng hòa lên, la lên một lúc, vui lên một lúc. Kính thưa quý vị, âm nhạc và thể thao là món quà mà Thượng Đế ban xuống cho con người để đến gần nhau hơn. Anh cảm ơn em đã có can đảm thực hiện chương trình nhạc kính phòng. Liều. Hả? Liều. Không có gì vui bằng, kính thưa quý vị, trong một cái căn phòng ấm cúng mà chúng ta nghe Nguyên Khả hát Em Như Một Nụ Hồng. Cái tự nhiên mình thấy khi mà chú còn nghe Em Như
một tụ hồng á, thì chú còn nhớ tới những ngày mà chú còn phải nghe lén nhạc Ngô Thụy Miên sau năm 1975, phải lén gọi là nghe chứ không được nghe gọi là thời đó đâu có được nghe. À, chúng em mọi thứ đều bị cấm, kính thưa quý vị. Và nhạc của anh Ngô Thụy Miên sau năm 1975 là giới sinh viên học sinh là truyền tai nhau mà nghe lén ở nhà. Mỗi bài của anh Ngô Thụy Miên là hồi nhớ được lúc đó hồi đang ở đâu luôn. Đôi khi chúng ta không có nên gọi là mọi thứ nó đều gọi là suy yếu quá. Đôi khi chúng ta cũng có những cái giờ phút nhẹ nhàng chút, chúng ta coi mọi thứ nó nhẹ chút. Em thì anh biết là em đang rất là lo lắng về khán giả ở San Diego. Em lo khán giả khắp nơi hết. Khắp nơi chỗ nào phải San Diego không đâu. Tính chú gì, chú Hồ thấy anh em mình lo quá. Chú Hồ mới gọi nói em lên SBTN để mà anh tìm cách, anh kêu gọi những khán giả trung thành của SBTN để mà đến nghe nhạc thính phòng. Nhạc thính phòng nó từ SBTN ra mà. Khán giả SBTN là những người đã nuôi nấng nhạc thính phòng. Thì khán giả SBTN nên tới để mà ủng hộ cho một trong những thành viên đầu tiên của nhạc thính phòng của SBTN. Và sẽ là thành viên cuối cùng luôn. Mình chừng sắp sửa làm lại hết, em mới hết. Mình sắp sửa làm lại nhạc thính phòng. Khi mà mình trời là chừng. Tại vì em cũng sẽ tới một tuổi giống như anh Hồ. Em chỉ đợi một ngày nào đó anh em gọi tới, ê, tới chơi nhạc là em bay ra liền. Tới một cái tuổi, ví dụ giờ nói đi sáu mấy tuổi, giờ em 50 không, sáu mấy tuổi 15 năm nữa em làm gì anh Hồ? Lúc đó ai nghe em hát nữa? Còn chứ. Không, thế, nhưng mà ý em nói là thí dụ đi, khán giả thương mình thì không nói gì mà tới một cái lúc mình cũng phải ngưng, anh Hồ phải không? Thì giờ anh em tụ lại, ồ, hôm nay chơi nhạc. Đó, thật sự ra cái dòng nhạc cái của dòng nhạc của em á vẫn còn ca được tới 70 tuổi á. Không phải là để thổi lựa nhà trẻ để mà em mình biết nhục chứ anh Hồ. Em không, biết hết ca hết nổi em không đi ca. Anh năm nay là gần 60 tuổi rồi. Anh bị giới hạn về vấn đề thể xác của anh, nó bị cái hệ thống cuộc sống nó bị hư nhiều, từ C3-4-5-6-7 tới L3-4-5, cái vai bị mổ 2 lần, cái thai mổ 1 lần, bị viêm xương, cái cơ thể nó của anh nó thay đổi theo thời tiết, em biết không gì, nó kỳ cục lắm. Nhưng mà kính thưa quý vị, chú Hồ vẫn tin là tới năm chú Hồ 70 tuổi chú Hồ sẽ ở nhà soạn nhạc symphony đó. Đó là nói thiệt. Khi mà anh về già, anh không có phải có những cái trách nhiệm với đài SBTN nữa. Anh không có nhiều trách nhiệm nữa. Thì lúc đó anh sẽ tìm về nhạc classical. Tại sao anh không dùng thời gian đó để anh sáng tác symphony cho anh? Chúng ta, mỗi người làm nghệ thuật, chúng ta đều có những cái giấc mơ. Trong đời anh có nhiều giấc mơ và anh đã làm được cũng khá nhiều rồi. Anh chỉ muốn giúp cái thế hệ sau này, anh muốn có một cái thế hệ tới để mà họ tiếp nối những gì mình đi. Và anh muốn là những ca sĩ ở hải ngoại họ được sống một đời sống xứng đáng với những gì họ đóng góp cho cộng đồng hơn mấy mươi năm qua. Nơi nào có cái gì mà cần cái sự là đóng góp, cần cái ngân sách gì đó, nơi nào mà cần cái gì mà cần có tiền á, thì đều là ca sĩ của ESA, của đài truyền hình SBTN đóng góp, không lấy tiền, kính thưa quý vị, để giúp chỗ này, giúp chỗ kia, giúp bên Phi, giúp bên Nepal, giúp trên bảo lục ở Việt Nam. Nơi nào có người cần cái gì đều có những ca sĩ của ESA, của SBTN đứng ra hát không lấy tiền. Mà mình thấy những người em của mình họ không được đối xử công bằng. Đi về Việt Nam hát á, thì bà con lại la. Mà bên nước qua đây thì họ muốn hát gì họ hát. Họ gọi là lên sân khấu họ ca họ nói gì không sao hết. Còn những người ca sĩ ở hải ngoại, những người ca sĩ ở đây của mình, về cái buồn nhất, chuyện đầu tiên họ phải làm á, mặc dù được mời về, nhưng mà trong cái mời về đó có một cái cách rất là kỳ cục,
là đơn xin về, xin phép khác. Cái đơn đó Trúc Hồ đã đọc rồi, trong vòng thời gian trước có một số ca sĩ nhờ Trúc Hồ đọc, Trúc Hồ nói cái đơn này không ký được. Cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đây từ sau năm 1975 chúng ta thành công về mọi mặt, đó là Trúc Hồ nói thiệt. Nhưng mà chúng ta quên đi là chúng ta phải bảo vệ những con em của chúng ta, những người đóng góp cho cái gọi là công việc văn hóa cũng như là xã hội và từ thiện này. Chúng ta quên đi sự khác biệt về chính trị giữa đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ. Mỗi người có quyền tự do lựa chọn của mình. Đó là tại sao chúng ta vượt biên qua đây ở. Chúng ta vượt biên để chúng ta tìm một cái đất nước tự do, nói lên cái sự cảm xúc của chúng ta. Chúng ta có thể bất đồng quan điểm về vấn đề đảng này, đảng kia, nhưng mà chúng ta đều là người Mỹ gốc Việt, chúng ta đều là người Mỹ, đều là người tị nạn Cộng sản. Trúc Hồ tha thiết kêu gọi khán giả của SBTN ở San Diego, ở Austin, hãy tới với đêm nhạc thính phòng Nguyên Khang. Đó là một lời kêu gọi rất là tha thiết. Kính thưa quý vị, Trúc Hồ xin tạm chia tay trong chương trình này. Sẽ gặp quý vị trong chương trình kế tiếp.